Trước nguy cơ sạt lở do mưa lớn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa tổ chức di rời khẩn cấp 45 hộ dân với 171 nhân khẩu ở thôn Ra Ly Rào, xã Hướng Sơn đến nơi ở mới an toàn để đề phòng sạt lở núi. Và trước mắt thì các hộ sẽ phải di rời sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng. Theo đó, tại khu vực núi Ta Bang, thôn Ra Ly Rào bất ngờ xuất hiện vết nứt dài khoảng 200m, rộng từ 40-50cm. Theo nhận định, vết nứt trên cực kỳ nguy hiểm và nếu khu vực này bị sạt lở thì lượng đất đá, cây cối sẽ trôi về khu vực suối Ta Bang với khối lượng rất lớn. Việc này sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến 45 hộ dân với 171 nhân khẩu sinh sống dưới chân núi. Trước tình trạng này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị giao Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, hoàn thiện thủ tục và bố trí quỹ đất để thực hiện việc di rời khẩn cấp 45 hộ dân trên. Trong khi đó, vào sáng nay tại khu vực thôn An Mỹ, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cũng vừa xảy ra sạt lở, vùi lấp nhà dân và làm cho một người chết.